Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn NLD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Nào, trên đời này có nhiều ông lười làm thế nhở? Ví dụ như cái ông này, tất cả những cái video clip của mình ở trên YouTube, ông này copy lại, cắt thành màn hình dọc, sau đấy mang sang TikTok, đăng một phát, mà đăng gọi là rất nhiều video luôn, video nào cũng đăng. Sợ thật. Mà có một cái nữa là, ví dụ nhá, đây, mở một cái cho anh em xem này, video này giọng nói các thứ của mình, hình ảnh của mình mà lên chắc đếch bị bản xin quyền. Xin chào anh em nha, hôm nay chúng ta bước sang ngày thứ 11 trên ngày 14 ở server mới rồi. Cày cuốc ATM anh em nhá, ủa đúng cái hồn bận quá anh em ạ. Cái đợt này vừa mới cày cuốc xong thì vào. Hay, không hiểu được. Này, copy từ cái tiêu đề luôn. Này, không thèm sửa lại luôn. Ví dụ nhá, nếu như ông này ông có lấy video đi. Đấy. Thì ông về ông ấy lồng tiếng lại. Đúng không? Đặt cái tiêu đề khác đi. Đấy. Xong rồi cắt một cái nội dung gì nhỏ nhỏ ở trong đấy thôi. Xong rồi đăng lên trên TikTok thì mình không bảo thế nào cả. Nhưng mà đằng này bê nguyên cái tiêu đề. Xong bắt đầu thì không chỉnh sửa một tí gì cả. Thế mà cũng có người follow. 2150 người follow. 23,4k thích. À đâu? Cái gì đây? Anh em giúp mình lên 10k follow với. Thế để tao xem mày bao giờ mày lên được 10k. Với cách làm đi ăn trộm ăn cướp của mày này thì bao giờ mày lên được 10k. Tao chống mắt lên xem thì chắc chắn là mày xem cái video này. Bởi vì video nào của tao mày cũng cắt xong mày đăng lên trên này. Đấy, mày cứ lên tầm 10k đi. Đấy, tao chờ bao giờ để tao xem từ bây giờ là 18 tháng 6 này. Tối ngày 18 tháng 6 là mày đang có 2150 follower. Để tao xem mà đến hết năm nay mày có lên được 10k không. Nếu như nha, tao đặt KPI cho mày luôn này, nếu như cuối năm nay nha mà mày không lên được 10k, tao sẽ vào tao report mày đúng ngày 31 tháng 12 năm nay, anh em nhắc mình nhá. Đúng 31 tháng 12. Còn trong trường hợp mà nó lên trước thì anh em cũng nhắc mình nhá. Rồi, ok mày luôn này. Xem mặt mũi mày như nào nào. Ơ? À, sao không xem được avatar nhỉ? Ủa kìa. Ảo thật đấy. Trông cũng có vẻ thư sinh này, cầm máy ảnh này. Ái chà. Ra gì đấy? Gamer TikTok.channel. Cũng căng. Ô, đây. Còn đây là mình. Mình làm chỉnh chu như thế này. 200 follower. Ê mày cày, đúng đời. Nhưng mình ít ra video anh em ạ. 1, 2, 3, 4, 5 này, 9 này, 13 này, 13, 4 là 17 này, 17, 4 là 21 này, 21, 4 là mới ra được cả 24 cái video thôi. Mà mình không ra đều, lúc nào rảnh thì mình đăng. Cái này thì mình lên lịch, chuẩn bị lên nhé. À đây này, nói con game này mình nhớ. Game này mình thấy hay phết anh em ạ. Sắp ra mắt ở Việt Nam tháng 7, nhưng mà bây giờ mình đang trải nghiệm trước. Anh em nào mà đam mê thì xem thử cái video trải nghiệm con game hành trình AFK để xem như thế nào nhá. Ok đấy. Và nếu như anh em tiện vào follow TikTok mình tí cho phải hơn cái thằng này đi. Đấy. À đấy nhá, còn bên này đây này. Bên này là có một ông. Ông này thì anh em nhỉ? Hơn 400k follow. Thì để mình cho anh em xem ông này luôn nhé. Cũng lấy hình ảnh trong video của mình luôn. Cái video của mình làm ở kênh phụ ND Game Zone á, là mình làm là top 7 sai lầm. Thì ok, ông này làm top 3, tức là có chọn lọc. Nhưng đấy, ở dưới này này. Đấy, cho anh em xem tiếp. Đây 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 đây. Cái con chuột này. Anh em bảo là con chuột này là con chuột của ai? Đấy đúng không? Ít ra là ông này là ông ấy còn mang gọi là video hình ảnh về thôi. Còn ông lồng tiếng các thứ của ông đấy vào thì mình không bảo gì cả. Nhưng mà đáng lẽ ra ông này ghi thêm một cái nữa là nguồn của ai thì nó sẽ hợp lý hơn, đúng chưa? Đấy. Nhưng mà thôi, ông đấy thì mình không nói nhiều. Nhưng mình quan trọng là đây này, ông này này. Thì chịu luôn đấy. Ok, cứ cho nó lên 10k đi, xong bắt đầu mình report một thẻ nha anh em. Còn nếu mà mày cải tà quy chính, mày làm video mà mày chịu khó thêm nội dung của mày vào, sau đó mày ghi nguồn là anh Linh Andy vào đây thì tao tha cho mày, ok. Còn không thì mày bay màu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với ngày thứ 12 anh em ơi. Yêu đồ của mình đây nhá, không anh em là bảo mình bốc phét. Thì hôm nay ngày thứ 12 là sẽ mở ra một cái tính năng là tinh luyện trang bị anh em nhá. Tinh luyện trang bị đây anh em ơi. Đó, cứ có cái đá này là vào tinh luyện mệt nghỉ luôn. Thì đồng nghĩa việc là chúng ta phải đi cái bí cảnh lục đạn. Đây, thành tựu chưa gì đã có ông vượt rồi. Có thì mình xin luôn này. Khá là nhiều tiên ngọc luôn đấy chứ. Ô là trời, hay quá. Nhưng mà mới vượt đến tầm 70 thôi. Các bố cứ vượt đi, vượt chăm chỉ vào. Để mình vào mình nhận quà nhé.
Nhận thưởng luôn này. Xóa đã đọc luôn. Ok. Vẫn tiếp tục là tiết mục là điều trị mấy cái nốt màu đỏ anh em nhé. Cứ hiện lên nhìn khó chịu vãi, lại phải vào nhận thôi. Để chọn đời này. Hết. Ai xì bà. Lại là vận may. Và hôm nay vận may của chúng ta là gì? Anh em ơi. Ha ha, thần thông ngộ đạo tùy chọn đúng không? Để mình xem quả nhiệm vụ xem nào, quên bố rồi. Biến hóa thần thông 10 lần à? Dễ quá. Quá dễ anh em à. Đây rồi. Nhận thần thông 1 lần. 2 lần. 3 lần. Và trò 10 lần luôn, như sợ cái deck gì anh em. Và hình như phải nâng cấp nữa đúng không? Nâng cấp, à chặt cây nữa này. Tăng cấp thần thông 5 lần. Chặt cây. Ok. Tăng cấp thần thông 5 lần à. Thần thông tăng cấp 1, 2, 3, 4, 5. Đủ chưa? Ui giời, 8 trên 10 luôn ạ. Còn hai cái nhiệm vụ chặt cây này thì chuẩn bị được, ok anh em nhé. Đấy, trong lúc chờ đợi thì đi làm một số cái nhiệm vụ khác là nó được thôi. Liên kích này. Ê, ghê đấy, món đồ phẩm cao phết anh em ạ. Nhận luôn này. Ai xì bà, lại tiếp tục là phước lành. À đúng rồi, mình xem ra nào. Luyện hư hậu kỳ, độ kiếp phát sau, hợp thể tiền kỳ là lên được 235 thì mới ok. Ủa, căng thế. Hôm nay mới 211 này, còn lâu mới lên được anh em ạ. Thời gian nữa là còn xa vời lắm anh em ơi. Xa lắc xa lơ. À hôm nay ngày 5. Tiếp tục nhận quà anh em ơi. Của ngày 2 này. Ồ, chặt đào à. Ồ, ngày 5 này. U là lá à. Uầy. Ấn ký level 1 thôi à. Hơi cùi. Wow, hôm nay được nhiều ấy thế nhở. Gói có cái gì đây. Tiếp tục là free. 3 lần luôn. Ok. Quá, sao tự nhiên dừng lại ta. Wow. Được không anh em, mình tích cực đi đào tinh bình thủy cái mà cây sắp lên level 13 luôn rồi anh em ạ. À, túi càn khôn này. 6 ân ký. 2 ân ký. Tập kết bang xem nào. 44 phát nào. Bạo kích nhiều vào. 3 dương được nhận này. Thế bọn được có 4 dương. Hôm qua cũng được 4 dương. Này được 4 dương. Hôm nay à? Hôm nay ở trong này đích được cái gì rồi? Thế mới khoai. Nhiệm vụ. What? Cứ tưởng là xong nhiệm vụ thì cơ nhưng mà chưa được. Ui. Tăng có bao nhiêu đấy? 3.000 điểm lực chiến. Nhưng mà cái liên kích này giảm xuống thì stack luôn. Ui dồi, 10 đào. Triệu hồi linh thú xem nào. Liên kích này. À ui, tăng 200k điểm lực chiến luôn này. Chí bảo các kiểu luôn. Ui, thay luôn chứ còn gì nữa. Đây mình reset ra bạch hổ. Nhưng mà cóc cần anh em nha. Mình sẽ bỏ qua luôn cái bạch hổ này. Đấy, tỷ năm rồi chưa thấy ra mà em ứng long nào cả anh em nhá. Nhưng nếu như tầm này mà ra được chú tước là mình vẫn quất như thường. Vận may. Cứ tưởng xong rồi vẫn chưa xong. Tiên duyên thế nào. Ok. Rồi luôn. Lại 10 đà. À, tiên hữu để mình thử nâng xem nào. Có em nào nâng được cao lên không? Hiện tại là mình nâng xong cái em này rồi. À không phải nâng xong mà là nâng được lên level 60 rồi, tiểu tử ấy. Thì mình chuyển qua nâng em hoa tử dung này tiếp tục lên 60. Có thêm thể lực cho chuột nha anh em. Cơ bản là ở tầm này á. À, nếu như ở trong những cái series trước mà mình chơi né đúng không? Anh em thấy là mình trả build vào em hoa tử dung thì mấy. Bởi vì là trong phần phúc địa này mình toàn all in đào thôi.
Nhưng mà bây giờ là mình lại chuyển sang auto vào lấy cả bình nữa. Bình 3 là mình cũng lấy, mà thậm chí bình 4, bình 5 các kiểu toàn tốn hai thể lực thôi anh em ạ. Nên là thể lực của chuột hết nhanh lắm. Bắt buộc là mình phải nâng vào em Hoa Tưởng Dung anh em. Rồi đấy, một nửa chặng đường rồi. Chuẩn bị, à đủ 10 cái rồi này. Quay luôn này. Anh em ơi, được gì, được gì? Ôi, 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 cái gì đây? Ôi giời ơi, túi ấn ký à? Nhưng mà cũng có 200 cái phù thiên diễn này. Túi ấn ký. Ôi giời, túi ấn ký 1 đến 2. Cày thế nhỉ? Phải ra cái này nhìn nó mới chất chơi người rơi anh em ạ. Chỉ có ngày mai thôi. Thế này là còn một ngày mai nữa là để thể hiện quả nhân phẩm cho anh em này. Còn hôm nay là nhân phẩm đi vào lòng đất rồi đấy. Ok. Wow, level 190 rồi. Sắp 200 rồi anh em nhé. Bạo kích này. Bú luôn. Tầm này bạo kích cũng được. Túi càn khôn. Ui giời ơi, 4 cái dương. Ui giời. Ui, tăng nhiều bạo kích thế nhở. Để mình xem hai chỉ số đấy nó có đang cân bằng nhau không đã. Ai, cũng cân bằng nhau anh em ạ. Được phết nhở. Ủa, nãy mình đang định làm gì quên sứ mà ta. Tông môn, tông môn. Đây rồi. Chết thật. Mấy cái thể lực này đầy mình quên mất này. Một em đến đồng hành luôn. Ui, đồng hành bừa đi. Em thứ hai tiếp tục là đồng hành bừa anh em nhé. Đấy. Ui giời ơi. Nể mấy bố ra mấy con dòng cam thế nhỉ. Mình chơi mãi trái ra dòng cam gì bao giờ cả. Ok. 1 2 3 4. Thể lực. Thể lực bổ sung. Chưa đủ. Thôi mình để đến lúc nào mình đủ mình bổ sung một thẻ luôn. Nhìn cho nó chất chơi thì rơi anh em ạ. Còn bây giờ thì thả ra bao nhiêu thì thả thôi. Ok, thế đã. Tập kết bang xem nào. Có nhiệm vụ gì mới. À, chặt cây. Ui dồi, thể tích lũy thêm. Chờ bạo kích thì nó ngon hơn anh em ạ. Nãy giờ là 500 lần nhá. 444 à. Đây thôi. Khiêu chiến yêu vương này. À, được này. Khiêu chiến thử cho anh em xem này. Được luôn này. Ây à, con kia bạo kích ghê phết này. U là trời. U là trời. Nó có kháng bạo hay sao á. Bởi vì mình đánh từ nãy giờ không thấy bạo kích phát nào. Ok. Ok. Ô in hết vào đào anh em nhá. Lên cấp cho nó nhanh. 1700 1700 chia cho 3 này lên được 215 216 gì đó anh em ạ. Hôm nay anh em nhớ đi đánh bí cảnh lục đạo nhá. Ui, trả giá luôn này. Mua. Xin luôn, lời rồi, lời rồi. Ôi, có trang bị ngon. Có trang bị ngon anh em ơi. Ô. Ui, cứ tưởng là ngon lắm. Hóa ra là không ngon lắm anh em ạ. Liên kích 16,2% 41k. Kháng hút máu. Thầy. Đây rồi, vận may cuối cùng thì cũng xong cái nhiệm vụ 500 đà. Kích một phát. Được gì không anh em? Ôi ôi ôi. Còn thua rồi, tôi chờ ngày mai anh em ạ. Giờ leo bí cảnh lục đạo tí anh em nhỉ. Trong lúc đánh tí. Búp dự kiến này. Ok, bí cảnh lục đạo đi. Thiêu chiến à. Chưa mở được tốc độ x3 nhỉ. Phải mở đến ngày bao nhiêu ta? 20 à? Anh thiêu chiến luôn. À đúng rồi. Hiện tại là mình chơi ở trên PC ấy. Mình chơi có một cái gọi là gì ta? Auto. Mình sẽ cài đặt auto anh em nhé. Mình cóc cần phải ấn luôn ấy. Thề. Đấy, chia sẻ cho anh em một mẹo đấy. Đó. Nhưng mà hình như là anh em không nhìn thấy mình quay màn hình quả này đâu. Thật ra là mình đã hướng dẫn anh em rồi. Nếu như anh em nào chưa xem thì nhớ tìm lại cái video đấy nha. Không lại bảo là có cái gì hay chả bao giờ chia sẻ.
Đây. Ngon ngay. Ok liền đấy. Hơi bị phê luôn anh em ạ. Rồi. Được không? À không, mình bị thiếu một cái. Đáng lẽ ra là mình phải cài đặt hai cái cơ. Ok, đâu nhỉ? Đây nhá. Tức là đầu tiên thì mình sẽ chỉ cho anh em là mình, anh em cứ nhìn được con chuột là được. Còn anh em muốn tìm lại cái video đấy thì ở trên kênh mình có rồi, mình cũng không xóa đi đâu. Đầu tiên là ấn vào chữ VS này, sau đó ấn vào phần chữ đấy, để tí nữa lúc nào đủ 5 lượt nó bỏ qua. Hợp lý luôn. Xong cài đặt một tí nữa thôi. Thế là nó thấy auto nó đánh thôi. Đừng nói cho nhà phát hành biết anh em nhé. Ấy xời, cái con ló luôn ý. Thì để làm được cái điều đấy thì chắc chắn là anh em phải cần một cái giả lập ở trên PC là LD Player. Đó. Thì nếu như anh em nào mà chưa tải cái LD Player đấy thì đường link mình để dưới phần mô tả ấy. Anh em kéo xuống tải về mà chơi nhá. Ok. Còn ngày hôm nay thì bí cảnh lục đạo thì sẽ có thêm vài viên đá. Vài viên đá màu đen. Thì sau đó chúng ta tinh luyện trang bị lên thì tăng được chút lực chiến, vài chục ca điểm lực chiến thôi, thì cũng không có gì nhiều. Thì ngày thứ 12 của mình chỉ như vậy thôi. Chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh. À khoan, có một vài tựa game mới ra mắt, đó chính là AFK Journey, hay là bản tiếng Việt của nó là Hành Trình AFK ấy. Thì dự kiến là tháng 7 nó sẽ ra, mà tựa game đấy mình chơi bản Việt thì hay vãi cả, à bản Anh thì hay vãi cả trưởng luôn, nên là muốn rủ anh em chơi cùng. Nếu như anh em chơi thì mình sẽ tạo một group tương tự như là Tiểu Yêu Tầm Đạo, mình cũng sẽ có group Zalo và có cái nhóm ở trên Facebook Any Game Zone. Anh em chơi thì nhớ cú mình nhá. Đấy, để mình biết là mình lập quả Zalo ở đấy, anh em chơi trao đổi kinh nghiệm cho nó phê. Mình chơi mình kiểu bị cuốn ấy. Đấy, nếu như anh em nào đã từng chơi kiểu AFK Arena ấy thì sẽ biết đồ họa mấy tướng đấy nó sẽ na ná như thế, nhưng một cái lối chơi của nó khác. Phê lắm. Ok, để chúc anh em chơi game vui vẻ nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.